Bột rất là dẻo lắm nha. Dài lắm. Cái này là khoai càng nhiều thì bột cũng càng dẻo đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì chị ấy tạo một cho mình. Dạ. Nó đầy cũng hay lo. Đó, đây thì đúng là tập đồ của chị Bường. Cực kỳ nhanh luôn á. Tôi tay rất là nhanh nha. Không có tua nha Thảo, không có tua bằng clip này á, cho mọi người coi á, hoàn toàn không có tua luôn á. Chứ đôi khi nhiều người nói là chắc tua nó nhanh chịu vậy, nhưng mà không có tua luôn á. Những xe chạy mấy tiếng mình nói chuyện á, là không có tua cả nhà nha. Đấy, mà ai mà muốn coi tầng mắt á, thì có thể tới là cái địa chỉ số 244 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Vào lúc tầm khoảng 2 giờ là 2 rưỡi chiều á, là có cái cảnh này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cục nó dẻo ghê không này. Chị dùng cái nhồi bột đó nhìn đẹp ghê luôn á. Mình nhồi về cho nó dẻo đúng không chị? Đúng rồi, cho nó dẻo. Bởi vì người ta làm bằng máy không có dẻo đâu, mình dạ, làm bằng tay và thủ công vậy thôi. Đúng rồi. Dạ. Và cứ làm như vậy cho bột nó đều bột nè, dẻo. Số 244 đường Nguyễn Thị Tú, mình phường là Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tầm khoảng 2:20 chiều là chị ra cả nhà. Yeah.
phê mờ che thơm quá trời luôn, riêng cái là cái mùi cho mùi cây mờ nó đặc trưng.
có bí quyết trong đó đúng không chị? Bí quyết trong nghề đó. Khoai nhiều là ngon à? Dạ, làm khoai nhiều thì nó ngon thôi. Rất là dẻo luôn, khoai của chị Phường rất là dẻo luôn. Nó dẻo ghê không? Thì cái này mà mình đeo vào tay mình đâu có làm được gì hết, bột này nó dính phải không? Dạ. Đeo vào tay vừa giòn cái vào tay nó dồn được khó làm á. Dạ, nó dồn vào tay lại. Cái tốc độ nó không có đi nhẹ được. Dạ. À vậy hả, đeo vào tay vô lẫn làm nhanh được? Không thể nào được. Dạ. Có nhiều người thắc mắc hỏi sao mà không đeo vào tay vô mà mình làm mình vệ sinh trước rồi thôi chứ. Dạ, dầu cái gì nó cũng thấy mà, dầu nóng thì nóng quá thì nóng. Dạ. Mà nói vậy chứ đeo vào tay nó khó làm lắm á, mấy cái bột này nó dính dữ lắm á. Dính. Lại nhiều cái vào tay nó cũng đâu có sạch đâu nè. Dạ. Mấy cái nhựa ra. Gái đó à chị?